Thưa quý vị, là một vụ cháy nghiêm trọng vừa xảy ra tại một xưởng sản xuất chăn ga gối nệm ở Hà Nội khiến 3 người trong gia đình, trong đó có 2 trẻ em không qua khỏi. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 hôm qua tại khu xưởng tại xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Trung tâm thông tin chỉ huy điều động 5 xe chữa cháy, 1 xe tét nước xuống hiện trường, tổ chức chữa cháy. Đến khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Thời điểm khống chế hiện trường, diện tích nhà xưởng mái tôn bị cháy và sập khoảng 300 m², đám cháy đã lan sang ống nhà liền kề cao 3 tầng, mặt sàn khoảng 50 m², bên trong chứa nhiều chất cháy nhựa. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy khiến 3 người mắc kẹt bên trong bị ngạt khí, cả 3 đã được giải cứu ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu và tử vong sau đó. Trong khi công tác chữa cháy và cứu hộ ở đám cháy tại Hà Nội vẫn còn đang được lực lượng chức năng xử lý, thì tại thành phố Hồ Chí Minh, ngay tối qua 10 tháng 9, cũng là đêm Trung thu rằm tháng 8, một đám cháy bùng phát từ căn hộ tại tầng 20 của chung cư Diamond Riverside, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Nhận được tin báo, nhiều xe chữa cháy đã đến hiện trường để hỗ trợ. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9, đám cháy phát ra từ căn hộ ở tầng 20 tại Block B của chung cư nằm trên đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Ít phút sau, lửa bùng dữ dội, nhiều người bên trong ra ngoài hô hoáng. Chuông báo cháy vang lên khiến cho hàng trăm cư dân chạy xuống dưới bằng thang bộ. Nhân viên ban quản lý chung cư cùng người dân dùng nhiều bình chữa cháy mini dập lửa. Sau khoảng chục phút, nhiều xe chữa cháy đến hiện trường để hỗ trợ. Thật may mắn vụ cháy không gây thương vong về người, song nhiều tài sản trong căn hộ đã bị thiêu rụi thưa quý vị. Theo nhân chứng thì nguyên nhân có thể do chủ căn hộ đốt nhang làm rớt tàn xuống thùng xốp ở phía dưới gây ra cháy. Và tòa nhà bị cháy này sát chung cư Carina, nơi cách đây 5 năm xảy ra hỏa hoạn làm 13 người chết và 50 người bị thương. Còn tại Bình Phước, rạng sáng nay 11 tháng 9, một căn nhà của người dân cạnh quốc lộ 13 bất ngờ bốc cháy khiến cho bé gái 6 tuổi tử vong, hai người khác bị bỏng phải nhập viện cấp cứu thưa quý vị. Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 9, người dân nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà của bà Trần Thị Thiệp, 55 tuổi, ngụ tổ 5, ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Khi mọi người chạy ra thì phát hiện khói lửa đang bao trùm nhà bà Thiệp. Thời điểm xảy ra vụ cháy, bà Thiệp, chị Trần Thị Sang, 28 tuổi và bé gái TTBT, 6 tuổi, vẫn mắc kẹt trong nhà. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã điều 3 xe chuyên dụng cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp Công an huyện Chân Thành dập lửa, cứu người và ngăn chặn cháy lan. Lực lượng chức năng và người dân đã tìm cách giải cứu thành công chị Sang và bà Thiệp ra ngoài. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã khiến cho cháu BT tử vong. Bà Thiệp và chị Sang bị bỏng phải đi cấp cứu, trong đó bà Thiệp bị bỏng nặng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Có thể thấy mấy ngày qua cả nước liên tục xảy ra cháy, trong đó ghi nhận nhiều vụ cháy nghiêm trọng với số người chết và bị thương rất cao, như vụ hỏa hoạn cách đây 5 ngày ở quán karaoke An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương khiến cho 32 người tử vong. Thiết nghĩ trong công việc lẫn sinh hoạt hàng ngày, quý vị nên hết sức thận trọng để tránh các tai nạn đáng tiếc.